Ồ, xin chào và tất cả các bạn. Hôm nay sẽ nói về cái phần bài 2, bài giải phẫu xương X-quang. Và chúng ta thấy rằng là có xương cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái thành phần xương cuối cùng, đó là xương cùng và xương cụt. Xương cùng là gồm 5 đốt sống dính lại với nhau, và mặt trước có 4 lỗ ở hai bên đường giữa. Từng cặp trên và dưới có một đường gờ do sự cốt hóa đĩa liên sống. Đây, có 5 xương dính lại nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, ta thấy không? Mặt trước là có 4 lỗ ở hai bên đường giữa. Đây, 4 lỗ hai bên đường giữa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ở hai bên đường giữa. Đường giữa. Giữa từng cặp trên và dưới có một đường gờ do sự cốt hóa đĩa liên sống. Đây là giữa cặp trên và cặp dưới có đường gờ sẽ cốt hóa đĩa liên sống. Ở mặt sau đường giữa có một đường có một màu cùng giữa. Màu cùng giữa ở đâu? Số 1 là mõm xương trên cùng. Số 2 là mõm mõm khớp trên. Số 3 là lỗ cùng chậu hông. Số 4 là phần sau của thận cùng. Số 5 là xương xương cụt. Nhìn trước là nó như thế này, nhìn sau là nó như thế này, thế này. Thì khi ta chụp X quang, ta sẽ thấy rằng là nếu mà nhìn đằng sau thì ta sẽ thấy được 4 cái lỗ ở hai bên. Nếu mà chụp đằng trước thì ta sẽ thấy được cái mõm trên của xương xương cùng và số 5 là xương cụt đây. Đấy. Và lỗ cùng chậu hông là số số 3. Ở mặt sau đường giữa có một màu cùng giữa. Ở mặt sau đường giữa có một màu cùng giữa. Yếu tố thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là xương xương cụt. Chúng ta ít quan tâm đến cái này, nhưng mà trên thực tế đó các bạn, khi mà các bạn chẳng hạn như là mình rơi từ trên cao xuống ấy, thì nó bị gãy cái đốt xương cụt này, và nó dẫn đến là khó khăn trong vấn đề đại tiện và trong vấn đề cá nhân. Xương cụt thì nó gồm 4 đốt sống dính lại với nhau và không phát triển thành như như một cột sống bình thường đâu, mà nó sẽ dính và lẫn nhau như một cái xương đấy. Và xương cụt có hình nón và có một mặt khớp hình bầu dục. Mặt khớp hình bầu dục đây này, đây chính là mặt khớp đoạn hình bầu dục này. Giữa hai mặt khớp là một đĩa bằng bằng sợi sụn. Chỗ này là một sợi sụn đấy. Bây giờ phần tiếp theo như đã nói đó là phần câu hỏi đánh giá chúng ta. Câu thứ nhất, chọn câu đúng và câu sai. Cột sống có cấu tạo A để chống và giữ vững cơ thể, B là một trục chính cho sự vận động của các chi, C là đốt sống đều rỗng ở phía sau thân sống, D là các mỗi đốt sống đều có cấu tạo như nhau. Chúng ta sẽ trắc nghiệm đúng hay sai thôi. Đấy. Để chống và giữ vững cơ thể theo mình là đúng. Là một trục chính cho sự vận động của các chi thì nó cũng là đúng luôn, là các đốt sống đều rỗng ở phía sau thân thân sống. Thì mình quay trở lại cái bài ban nãy nhé. Phía sau thân sống nó như thế nào, chúng ta học để chúng ta có thể xem được các ảnh chụp X-quang. Đấy. Cột sống này mục đích chính là chống và giữ vững cơ thể, đúng rồi. Tất cả ba ba đốt sống, 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng dính vào nhau và 4 đốt sống cụt. Thì bề mặt thường là hình tròn, hình bầu dục. Ở phía sau đốt sống thì là mỏm gai ở ngay sau giữa chỗ nối của hai mảnh mảnh cung đốt sống.
hai cung đốt sống ở hai bên và sau thân sống, mặt trên và dưới của hai cung đều là đều khuyết. Vậy thì câu này thì nếu mà mình làm trắc nghiệm ấy thì mình làm nó như thế nào? Các bạn thử suy nghĩ xem nào. Bước tiếp theo nữa mình cần phải làm trắc nghiệm, đó là một đôi sống có đặc điểm A, bề mặt thân sống thường hình tròn, hình bầu dục, là hình hạt đậu, đúng hay sai? B là hai cuốn của cung đốt sống ở phía sau thân sống. C là ở mặt trên và dưới của hai cung sống đều khuyết. D là hai móng ngang thì ở phía sau. Bây giờ chúng ta xem thử. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ nào. Đấy. Để xem thử nó đúng hay sai. Rồi từ từ so sánh đối chiếu. Rồi trở lại sau vài phút thì chúng ta sẽ xem xét. Đối với ý thứ nhất, bề mặt thân sống thì thường hình tròn, hình bầu dục hay là hình hạt đậu, như thế là đúng. Hai cuốn cung sống thì ở phía sau thân sống, đúng luôn. Bằng chứng ở câu B này này, tại sao nó đúng thì mình quay lại đây này. Đấy nhá. Đây. Hai cuốn cung đốt sống, chân cung sống này thì ở hai bên và sau thân sống nó hoàn toàn đúng rồi. Rồi tiếp theo, đĩa liên sống thì có cấu tạo cản quang trên X quang xài, nó không hề cản quang, là một tổ chức xương xốp. Bây giờ chúng ta xem thử nó có phải đúng như thế không? Bằng nhau từ trên xuống dưới. Sai luôn. Mình đọc mình biết sai luôn. Trên X quang có biểu hiện bằng một quả sáng. Rồi cái này chắc chắn đúng rồi. Bây giờ đĩa liên sóng này. Quay trở lại cái dữ liệu của nó. Đĩa liên sóng này. Về phương diện X quang ấy, thì đĩa liên sóng là không cản quang. Nên nhớ như thế, không cả bạn. Ở giữa hai đốt sóng và nó biểu hiện bằng khoảng sáng giữa hai đốt sóng, và khoảng sáng của liên đĩa liên sóng càng xuống dưới thì càng rộng ở trên hơn so với ở trên. Như thế là đã chắc chắn rồi, đã đúng rồi. Những điều mà mình làm ở này là đã đúng. Rồi bước tiếp theo, cấu trúc của một cột sống có đặc điểm. Cột sống là cổ cong ra sau, cột sống cổ là cong ra sau, cột sống ngực thì cong ra trước, cột sống thắt lưng thì cong ra sau, cột sống cụt thì cong ra trước. Những ý này ý nào đúng không? Bây giờ chúng ta xem lại nhé. Cột sống hơi chóng mặt, đúng chóng mặt thật. Bây giờ này, đưa xem nào. Tầng gân bầu dục, móng gai lớn nhất, đây về cấu trúc cột sống là một đường cong. Trên phim nghiêng cho thấy là cột sống cổ thì cong về phía trước, sống cổ thì cong về phía trước. Đoạn sống ngực thì đỉnh cong hướng ra phía sau lưng. Đối với đoạn sống thắt lưng thì đỉnh cong hướng ra trước. Độ sống cụt thì và độ cong thì lồi ra sau. Đấy, ôn lại. Bây giờ chúng ta tiếp tục chọn câu đúng nhất. Các đốt sống cổ từ C1 đến C7 có đặc điểm bề mặt thân sống là hình tròn. Lỗ của các móng ngang của động mạch cột sống đi ngang qua lỗ cột sống hình bầu dục. Móng ngang các đốt sống này thì dài như nhau, tất cả đều sai. Ta chọn câu nào đúng? Mà đốt
cuộc sống cũ, bây giờ chúng ta quay lại. Bây giờ chúng ta nhớ cái đáp này. Bề mặt thân sống hình tròn, lỗ của các mõm ngang cho động mạch cuộc sống đi qua, lỗ cuộc sống hình bầu dục, mõm ngang các đốt sống này dài như nhau, tất cả đều sai. Mình sẽ chọn câu E, tất cả đều sai. C3 hay C7 nào? Đốt sống cổ đây, đốt sống cổ đây, đốt độ không có móng gai. C3 hay C7 có đặc điểm là thân sống thì hình bề mặt hình bầu dục. Thân sống thì có bề mặt hình bầu dục, chiều cao nhỏ hơn chiều rộng. Trong này nó có nói đến hình bầu dục không? Xem nào, hình bầu dục đâu? Có nói đến hình bầu dục không? Nó bảo là bề mặt thân sống thì hình tròn, lỗ hình bầu dục, lỗ hình tam giác chứ, mình nhớ là như thế mà, lỗ hình tam giác, đúng không? Nó sai quá rồi, đã sai mà còn sai rất 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 mệt nữa. Đấy, mõm ngang hai bên và có lỗ ở giữa, mõm ngang ở hai bên và có lỗ ở giữa. Mỏ ngang rộng và phẳng, khó phân biệt giới hạn với cuốn cung sống. Lỗ của mỏ ngang cho động mạch của cột sống đi qua. Lỗ cột sống thì rộng, có hình tam giác, tạo bởi hai mảnh cung cột sống rộng và hẹp. Như thế thì chọn câu E là đúng rồi. Tất cả đều sai. Phần mềm từ C1 đến C4 thì dài khoảng, cái này để cho các bạn xem lại. Phần mềm từ C5 đến C7 thì dài khoảng, này để xem lại nhá. Phim chụp cổ, đốt sống cổ, tôi thấy rõ lỗ liên hợp ở chiều thế, thế thẳng, thế nghiêng, thế chích. D là BC đều đúng, A là cái AC đều đúng. Đốt sống cổ đúng không? Cho thấy rõ lỗ liên hợp. Đốt sống cổ đâu? Lỗ liên hợp. Đốt sống thắt lưng, đốt sống cổ đây. Cái nào cho thấy rõ lỗ liên hợp nào? Đó là khi mà ta chụp chích, chụp phim chích thì ta thấy rõ cái lỗ liên hợp. Đây, chụp cổ chích đây. Đó, các lỗ liên hợp và cái lỗ này thường là hình hình bầu dục. Như thế thì là C đúng, tất cả các đáp án còn lại sai hết. Điền chính xác vào các chi tiết hình vẽ sau đây. Hình cột có sống cổ, thế nghiêng, thế thẳng, thế chết, thế nghiêng, thế thẳng, thế chết. Đây hình đốt sống cổ có hết. Bây giờ chúng ta xem lại hình thứ nhất nhé, đốt sống cổ này, thế nghiêng, thế thẳng, thế chết. Bù khí ông này, thế nghiêng, thế thẳng, đốt sống ngực, dùng thắt lưng. Để chúng ta xem lại lần lượt từng cái. Đây là đốt sống cổ, thế nghiêng, thế nghiêng là số 1 là thân sống, thân sống số 1 thân sống. Thế thẳng cũng số 1 là thân sống này. Số 1 đâu? Số 2 là móc. Như vậy số 2 đâu? Số 2 không nhìn thấy. Ở thế nghiêng thì số 2 không nhìn thấy. Nhưng ở thế thẳng thì số 2 lại nhìn thấy. Số 3 cuốn cung đốt sống, cuốn cung sống. Số 3 đâu? Số 3 ở thế nghiêng không nhìn thấy được. Ở thế thẳng cũng không nhìn thấy. Ở thế chết mới nhìn thấy. Đấy, cuốn cung sống. Ở số 4 khối khớp sau
Số khối cấp sau có đây, số đây, số đâu, thế thẳng không, không nhìn thấy được, thế chất có nhìn thấy khối cấp sau đây. Đây là loại đốt sống cổ. Đây là số 6. Mãnh cung đốt sống đây, số 6. Ở thiên nhiên thì ta nhìn thấy được. Ở thế thẳng ba đốt sống, bốn đốt sống đầu tiên này, một hai ba bốn, không nhìn thấy được, không tay nào nhìn thấy. Ba đốt sống sau thì mới nhìn thấy được cái bóng nghe, cái mãn cung của cái mãn cung sống của nó. Mãn cung sống thì xuất hiện ở ở thế nghiêng, ở C, từ C C5 cho đến C5, C6, C7 đấy. Vị trí số 7, vị trí số 7 thì không xuất hiện ở thế nghiêng, bốn con sống đầu tiên ở thế nghiêng, nhưng nó lại xuất hiện ở thế thẳng, và nó xuất hiện ở ở thế nghiêng vào vào ở C, xuất hiện ở C C6, lỗ liên hợp, đó là trường hợp thế chất rồi, cái này mình chắc chắn biết rồi. Số 9 này, lỗ liên hợp này, ta nhìn thấy lỗ liên hợp này. Đấy, ở thế thẳng người ta còn thấy ở vị trí số 6 đây là mãn cung sống này, mãn cung đốt sống, mãn cung sống rồi, ok. Đối với trường hợp đốt sống ngực, sống ngực thì ta quan sát như ta thấy này, ở thế thẳng, thế thẳng thì trên phim thì không khí vào trong phổi làm nổi rõ đường bờ của phần mềm cạnh cột sống. Bình thường thì đường này là cách bờ là 5 mm. Đối với trường hợp thứ nhất là thân sống, trường hợp thứ hai là mõm khớp sau trên, số 2 đâu, mõm khớp sau trên đây, cái mõm này thấy ở trên nó nhô lên. Chữ số 3 là cuốn cung đốt sống, ba cuốn cung đốt sống, cuốn cung đốt sống nó chỉ được thể hiện khi mà chúng ta chụp X-quang ở, chúng ta chụp nghiêng, nghiêng thì mới thấy được cái mỏ cung, cuốn cung của đốt sống, thấy rõ được cái lỗ liên hợp. Đốt thắt lưng, ồ đốt, đốt thắt lưng đốt này mới mệt này. Đốt thắt lưng đối với đốt sống thắt ở vị trí số 3, cuốn cung đốt sống, cuốn cung đốt sống thì chỉ được thể hiện ở chụp chụp nghiêng thôi. Chụp nghiêng thì người ta mới thấy được cái đốt cung đốt sống thôi, cuốn cung đốt sống thôi. Chụp thẳng số 10, nếu mà chúng ta chết ấy, chúng ta chụp chết thì chúng ta thấy rõ cái lỗ liên hợp, lỗ liên hợp này, lỗ liên hợp vị trí số 10 đây, 10 chụp chết mới nhìn thấy thôi. Số 9 là địa đệm, số là mấu khớp trên, mấu đây, mấu khớp trên. Như thế chúng ta đã kết thúc được cái phần giải phẫu X-quang cho trường hợp các mô sống, và chúng ta ôn được làm lại các bài tập, các bài tập. Ở phần sau thì chúng ta sẽ học về niệu đạo, rồi là tuần hoàn bài tiết vân vân. Phần này rất khó ở chỗ là đốt sống thắt lưng này, sống thắt lưng thì nó khó hơn so với cái đốt sống khác, chúng ta phải lưu ý điều này. Vậy thì kết thúc cái buổi học tại đây, và sẽ ở buổi sau thì chúng ta sẽ ôn kỹ hơn, cụ thể hơn, có những bài tập nhiều hơn về cái phần X-quang đốt sống ngực này, các đốt sống ngực này.